Đây là loài hoa tulip, loài hoa đặc trưng của đất nước Hà Lan, tưởng chừng như chỉ có thể trồng ở những xứ sở ôn đới, nhưng cho đến giờ, với công nghệ lai giống, loài hoa này đã không còn xa lạ gì với người chơi hoa ở Việt Nam. Có rất nhiều các cái chủng loại hoa mới mà chúng tôi đã được nghiên cứu và thuật phục ở cái hội trợ này. Có những loại hoa mà lần đầu tiên xuất hiện ở đây, ví dụ như các cái giống hoa lan hồ điệp, giống hoa lan Đai Châu, thì là do viện chúng tôi mới tạo ra và chưa có ngoài sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã nhập một số các cái giống hoa mới lạ, độc đáo. Ví dụ như là hoa dạ hương có mùi thơm từ Hà Lan. Ví dụ như là cái hoa báo xuân đấy, có được sản xuất từ hạt từ Mỹ. Hoa đẹp, người say. Nếu như những bông hoa kia trước đây chỉ có ở nước ngoài, người chơi muốn chơi hoa phải mất rất nhiều công sức, tiền bạc, thì nay với công nghệ lai giống, những loài hoa ấy có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường với giá cả đa dạng theo từng mong muốn của người chơi hoa. Có những chậu hoa mang tính đẳng cấp cho dân sành hoa, lan Sapa, lan hồ điệp giá vài triệu đồng, nhưng cũng có nhiều loại chậu hoa lạ chưa từng có ở Việt Nam như dạ yến thảo, báo xuân, tulip, lan dạ hương chỉ có giá vài chục nghìn đồng. Các loại hoa như là hoa lan Sapa hoặc là hoa lan hồ điệp ấy, chơi rất là bền. Thị trường hoa thì năm nay rất là đa dạng và phong phú, rất là tốt. Giá cả thì hôm nay là năm nay thì nó cũng bình thường, nó không phải là năm nay nó cũng thế thôi, nó không đắt hơn mọi năm đâu. Du khách khi đến với hội chợ hoa 2015 không chỉ mãn nhãn chiêm ngưỡng những loài hoa tưởng chừng chỉ có ở nước ngoài, mà còn được tận mắt chứng kiến quá trình trồng, chăm sóc, điều khiển sinh trưởng cho các loại hoa khó tính, nở hoa theo ý muốn. Bạch đào, loài hoa vốn được biết đến là nữ hoàng của các loài hoa đào, với sự kiêu kỳ đã khiến bao người trồng nản lòng chùn bước, nay đã bị khuất phục trước bàn tay của những nhà nghiên cứu rau quả. Đây là cái giống đào mới mà chúng tôi thấy là cái hoa nó to hơn nhiều, lụ to hơn và nó rất là sai hoa. Đấy, và cái độ bền hoa của nó cũng lâu hơn. Đấy, chính vì thế chúng tôi đã thuần hóa, đã phục tráng nó. Một năm nữa sắp qua, một năm nữa lại đến, hy vọng những sắc hoa tươi thắm của những loài hoa độc đáo này, một năm mới của người người, nhà nhà sẽ thêm phần tươi vui hơn.